Đây là quy trình để làm cái hộp đựng chim các bác nhé. Đấy. Quy trình. Một cái hộp như vậy thì được làm ra thì sẽ có chích cửa. Chích cửa. Và mỗi một hộp sẽ có 4 lỗ. Đấy. Đấy. Mỗi một hộp này thì sẽ được dập, nhà máy dập 4 lỗ. Và nó có gì? Có thể đựng được một con hoặc là hai con. Đấy, hai con chim ra ràng. Cách làm gì? Bỏ đây. Như vậy là cái quy trình để gửi những cái hộp chim để gửi cho các bác là phải là như vậy các bạn nhé. Các bạn đang xem cái kênh Chim Cô Gái Hay. Đó. Và hôm nay em xin